Và kính thưa quý vị, chủ của công ty địa ốc Trung Cộng đề nghị cho sở hữu nhà 100 năm tại Sài Gòn, tin từ Sài Gòn. Tại một nước mà đất đai do nhà cầm quyền kiểm soát hoàn toàn và người dân chỉ được thuê nhà tối đa là 50 năm, một chủ công ty nước ngoài ngang nhiên yêu cầu cho sở hữu nhà 100 năm. Đó là một chuyện vừa mới xảy ra ngay tại Sài Gòn. Và người đưa ra yêu cầu sở hữu nhà 100 năm là một tổng giám đốc công ty địa ốc của Trung Cộng. Các giới chức thành phố Sài Gòn hôm thứ Ba tiếp phái đoàn chính hiệp Thượng Hải do Phó Chủ tịch Chu Ha-min dẫn đầu. Báo Thanh Niên trong cùng ngày đưa tin, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề của hai thành phố như giáo dục, văn hóa, thể thao và đầu tư v.v. Ông Dinh Du là tổng giám đốc của công ty địa ốc E-House cho biết công ty của ông đang có kế hoạch đầu tư bất động sản tại Sài Gòn. Kính thưa quý vị, đến nay thì E-House đã tham gia một vài dự án và hy vọng trong vòng chỉ 3 năm tới đây, doanh thu bất động sản của họ tại Sài Gòn sẽ lên tới nhiều tỷ Mỹ Kim. Ông Dinh loan báo E-House dự tính sẽ mở văn phòng ngay tại Sài Gòn và công ty sẽ đưa nhân viên từ Trung Cộng sang Sài Gòn để làm việc. Ông Dinh đề nghị thành phố Sài Gòn thay vì cho người Trung Cộng sở hữu nhà ở 50 năm theo luật lệ hiện hành dành cho toàn dân Việt Nam, thì các nhân viên của E-House nên được sở hữu nhà trong thời hạn từ 99 cho tới 100 năm. Theo báo Thanh Niên, thì bà Lê Thị Huỳnh Mai là phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại thành phố Sài Gòn nói rằng đề nghị của ông Dinh phải được chuyển lên cho Thủ tướng để xem xét.